Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về một sản phẩm Sản phẩm mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người Đó chính là sơn reo Một loại sơn reo khá là tốt Đó là Veggie Night Vì sao mình lại giới thiệu mọi người về loại sơn reo này nhé Vì mình thấy nó vừa phù hợp với giá tiền là trước tiên Thứ hai là nó cũng khá là tốt Giữ màu cũng khá là lâu Và sử dụng cũng khá là ok cũng mềm màu. Và sản phẩm ngày hôm nay mình giới thiệu mọi người thì là viên trong một cái hộp luôn nha. Sản phẩm này viên trong hộp 60 chai. Ở mặt bên ngoài thì mọi người thấy hầu như nó đều viết bằng tiếng Hàn phải không? Vì sản phẩm này được đến từ Hàn Quốc nha. Tuy nhiên sản xuất thì đến từ Trung Quốc. Ok. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào video và xem xem sản phẩm này có gì đáng để mọi người cân nhắc để mua nha. Về gì god night, bây giờ mình sẽ mở hộp ra để xem nha. Thì trong viên một cái hộp này nó sẽ gồm có 60 màu cho chúng ta có thể lựa chọn sử dụng. Ở đây thì họ có tặng cho mọi người nếu như mua viên bộ sẽ gồm có 60 màu và nó sẽ có một cái bảng màu. Bảy màu này thì nó có hai loại sơn, một loại sơn bóng và một loại sơn nhám nha. Ở phần trên là sơn bóng và phần dưới là sơn nhám. 60 màu và họ sẽ đánh theo số thứ tự từ 01 đến 60 nha. Tất cả các loại màu như xanh đậm, xanh lợt, màu màu vàng lợt, vàng đậm, cam đậm, cam lợt, khá là nhiều màu, 60 màu. Hầu hết là các màu phổ biến trong các loại sơn thôi nha. Chúng ta thấy là cái bảng màu này chúng ta có thể sử dụng để trang trí như là đối với những tiệm nail thì họ có thể để trang trí bàn cho mọi người có thể nhìn xem cũng như là để trang trí cho nó có thể thêm đẹp luôn. Hoặc nếu như chúng ta muốn mua về sử dụng thì chúng ta cũng có thể để đó để cho chúng ta có thể phân biệt À, dễ lấy màu nè để chúng ta có thể sơn một cách nhanh chóng hiệu quả hơn luôn thì trong 60 màu này thì mình sẽ thấy là tất cả các màu ở phần trên thì họ được đánh số mọi người thấy là nó sẽ có đánh số thứ tự nha như hai chai này một chai top và một chai bay thì họ có ghi ở, ở phần trên và sản phẩm này thì mình thấy nó khá là đơn giản thôi mọi người Nó chỉ có ghi là tên của sản phẩm ở mặt đầu chai Và sơn một lớp màu Nếu như là màu hồng thì họ sẽ sơn hết viên cái chai màu hồng Từ chai đến nắp đều là hồng hết Và ở mặt và trước thì là tên logo sản phẩm Và mặt bên ngoài sau thì lại là tên tiếng Hàn mà thôi mọi người Tiếng Hàn cũng như họ có ghi là Nơi sản xuất hay sử dụng hay là thành phần gì đấy Ở bên ngoài thôi Cho nên là nhìn cái chai này nó khá là đơn giản thôi mọi người Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem ở phần bên trong Của cái lọ này nha Mọi người nhìn nè Cái nước sơn khá là đặc luôn Cho mọi người có thể dễ sơn sử dụng nè Đối với những à, bạn thích làm đẹp Mua về sử dụng sơn Thì mình thấy cái sơn này đặc mọi người có thể dễ kéo sử dụng nó không giống như một số loại sơn kia thì nó khá lỏng sơn lên nó có thể bị động sơn này hoặc là nó không đều màu còn đối với cái sơn này thì mình thấy nó khá là dễ sơn vì nó là đặc và rất là dễ kéo luôn có khá là nhiều màu sơn và cái mùi của nó thì mình thấy tương đối cũng là dễ chịu nếu mà nói thì so với cái những cái mùi khác thì cái mùi này mình thấy tương đối là cũng ổn nha nó cũng khá là ngửi thì thấy nó cũng khá là ổn không đến nỗi nào mà hôi lắm đâu nha cái chai thì nhìn nó khá là đơn giản không có đẹp mắt lắm tuy nhiên cái sơn thì tương đối là khá ok luôn và bây giờ mình sẽ sơn lên để cho mọi người xem là coi cái nước sơn cũng như là khi sơn lên thì màu nó có đẹp chuẩn hay không luôn nha đây đây là sau khi mình đã sơn xong một ngón bây giờ mọi người thấy là hiện tại là mình đã bỏ vào trong máy hơ và xong xuôi ra hết một bàn tay rồi nha mọi người thấy nè là khá là khô cứng màu thì cũng khá là đều ổn nha lên tay khá là ổn và đều màu cũng rất là dễ kéo luôn. VZ Godnight là thương hiệu nổi tiếng lâu đời về các sản phẩm làm đẹp dành riêng cho phái nữ, đặc biệt là sơn gel. Từ thương hiệu này rất được ưu chuộng tại thị trường châu á vì chất lượng tốt, giá thành hợp lý và thiết kế hợp thời trang. Sét sơn gel VZ Godnight là dòng sơn gel có nhiều vi sinh, qua các năm. Nhưng bộ 60 màu của hãng được khách hàng sử dụng nhiều nhất, Vì bản màu đa dạng theo nhiều tông màu, trẻ chung, khác nhau, phù hợp với phong cách nhật hàng và các tiệm nai hiện nay đang hướng đến. Sơn gel VG gót nai có chất siêu gen đặc, mượt và dễ kéo, độ chuẩn màu cao, thở nêu chỉ cần sơn một hai lớp là được lớp sơn chuẩn màu Ngoài ra, sản phẩm có độ bền màu cực cao, lên đến 3 đến 45 ngày. Khách hàng của bạn sẽ rất thích ưu điểm này và sẽ có ấn tượng tốt về tiệm của bạn. Đặc biệt, sơn gel có mùi thơm nhẹ, dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái trong suốt quá trình chúng ta làm móng nha. Thì sản phẩm này có dung tích là 10, 15ml và chất gel của nó là đậm đặc và sánh mịn. Ở đây thì nó sẽ có viên là 60 màu trong một hộp và sẽ tặng được một chai bay và chai tớp cùng với bảng màu. Hoặc nếu như chúng ta có thể mua lễ uh, sản phẩm này như là mua 8 chai được tặng một chai, mua 12 chai được tặng một chai và cộng một bảng màu nếu như chúng ta mua uh, thiêu cẩm nha nếu mọi người muốn mua sản phẩm này, mình sẽ để link ở phần dưới mô tả và cho mình xin ý kiến bằng cách để lại phần bình luận ở dưới phần bên dưới. Nếu yêu thích video này, hãy cho mình xin một like và một share để mọi người được biết đến kênh của mình nhiều hơn nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video mới tiếp theo. Bye bye!